Đại diện La Liga, Tuấn Anh hội tụ đủ khả năng thi đấu ở Tây Ban Nha. Giám đốc La Liga tại Việt Nam, Brian Vias, tin tiền vệ của đội tuyển Việt Nam Nguyễn Tuấn Anh sẽ thành công nếu đầu quân cho câu lạc bộ Deportivo Alavés. Lý do nào Alavés quyết định gửi thư mời Tuấn Anh sang thử việc trong tháng 1 hoặc tháng 2 năm 2020? Một trong những vai trò quan trọng của tôi là giúp bóng đá Việt Nam phát triển và thuyết phục các câu lạc bộ ở La Liga trao cơ hội cho các cầu thủ ở Việt Nam. Trong một thời gian dài quan sát Tuấn Anh thi đấu ở hàng tiền vệ, tôi tin rằng cậu ấy sở hữu những phẩm chất tương tự như các cầu thủ thành danh ở Tây Ban Nha, thậm chí có thể cường điệu một chút, nhưng nhìn Tuấn Anh thi đấu, tôi còn liên tưởng đến Luka Modric. Chính vì vậy, tôi đã gửi hồ sơ của cậu ấy đến Alavés, nơi sẽ có những phân tích hoàn chỉnh và có những tiếng nói quyết định trong việc có mời Tuấn Anh sang Tây Ban Nha hay không. Tuần trước, tôi đã nói chuyện với Tuấn Anh qua FaceTime và hứa với cậu ấy rằng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để thực hiện điều này. Và giờ chúng tôi đã có lời mời chính thức từ Alavés. Tôi không biết điều này có liên quan hay không, nhưng một trong những tiền vệ chính của họ là Thomas Pina vừa gặp chấn thương và sắp phải phẫu thuật. Có lẽ đây là lý do mà họ gửi lời mời đến Tuấn Anh lúc này. Bước tiếp theo sẽ là như thế nào nếu Hoàng Anh Gia Lai chấp nhận để Tuấn Anh đến thử việc ở Alavés? Lời mời đã được chuyển đến câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Nếu được câu lạc bộ đồng ý, Tuấn Anh sẽ có 2 tuần ở đại bản doanh của Alavés và trải nghiệm cuộc sống hàng ngày của một cầu thủ La Liga. Nếu sau đó Alavés đưa ra lời đề nghị chiêu mộ, đó là chuyện giữa họ và Hoàng Anh Gia Lai, nằm ngoài quyền hạn của tôi. Alavés là một câu lạc bộ như thế nào ở La Liga? Đó là một đội bóng tuyệt vời. Năm ngoái, tôi từng trực tiếp đến sân xem họ đánh bại Real Madrid 1-0. Đi cùng tôi chuyến đó còn có 3 người bạn Việt Nam. Bàn thắng quyết định ở phút 94 phải nói là rất tuyệt vời. Mới đây, tôi cũng đã nói chuyện với những người bạn đang thi đấu cho Alavés và họ hứa chào đón Tuấn Anh một cách nhiệt tình giống như một người bạn và sẽ làm mọi thứ để giúp cho cậu ấy thấy thoải mái và thích nghi với phong cách tập luyện của họ. Không chỉ Tuấn Anh, trước đây ông dường như cũng đã tiến cử một số các cầu thủ Việt Nam khác sang thi đấu ở La Liga. Tôi sẽ không dừng lại cho đến khi những đứa trẻ Việt Nam lớn lên và chứng kiến những đồng bào của họ thành danh ở sân chơi quốc tế. Lúc này, những người hùng của bóng đá Việt Nam hầu hết đều sống và thi đấu ở quê nhà, nhưng tôi muốn thế giới nhận ra rằng tiềm năng phi thường của các cầu thủ Việt Nam và giúp họ trở thành người hùng quốc tế để tiếp tục tiến lên và truyền cảm hứng cho những đứa trẻ Việt Nam đang chơi bóng. Ông thực sự nghĩ các cầu thủ Việt Nam đủ khả năng thi đấu ở La Liga, bởi thực tế là một số cầu thủ cũng đang ra nước ngoài nhưng chưa ai trụ lại lâu, dù chỉ là các giải đấu trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Thái Lan. Tôi tin rằng Việt Nam và Tây Ban Nha có nhiều điểm tương đồng trong phong cách chơi bóng, bởi vậy chúng ta có vóc dáng tương tự và ít nhiều hạn chế về mặt thể lực. Điều đó khiến cho các cầu thủ của Việt Nam và Tây Ban Nha phải chơi bóng một cách thông minh, dựa vào chiến thuật và phối hợp đồng đội để có thể đánh bại những đối thủ mạnh và nhanh hơn họ. Và vì cách chơi bóng này phụ thuộc nhiều vào hàng tiền vệ, tôi tin rằng một ngày nào đó Việt Nam sẽ sản sinh ra những tiền vệ hàng đầu thế giới. Và tôi mong rằng họ sẽ được chơi bóng ở La Liga, nơi bóng đá đề cao tính chiến thuật và kỹ thuật. Huấn luyện viên Park Hang-seo trả lời tại Hàn Quốc, mục tiêu của Việt Nam là Olympic. Mục tiêu của chúng tôi là vượt qua vòng loại của Olympic vào tháng 1 sang năm, cũng như chơi bóng tại vòng loại World Cup. Hiện chúng tôi có nhiều trường hợp dính chấn thương sau SEA Games và tôi sẽ tập trung giúp họ hồi phục. Huấn luyện viên Park Hang-seo trả lời truyền thông nước nhà tại sân bay Gimhae. Tại Việt Nam, mọi người luôn nói về việc Olympic và vòng chung kết World Cup, nhưng chúng tôi không thể chỉ nghĩ mà không chuẩn bị điều gì. Vòng chung kết U23 sắp tới cũng không đơn giản và đích ngắm trước mắt của chúng tôi là vượt qua vòng bảng. John Harp dẫn lời ông Park. Sáng 14 tháng 12, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các trợ lý và 28 cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam đã đặt chân xuống Hàn Quốc, chuẩn bị bước vào đợt tập huấn tại đây trước khi tham dự vòng chung kết U23 châu Á tại Thái Lan. Ở giải đấu lần này, ba đội có thành tích tốt nhất sẽ có vé dự Olympic 2020 tại Tokyo. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng được truyền thông Hàn Quốc đặt những câu hỏi về tương lai. Ông một lần nữa phủ nhận về việc sẽ trở lại làm việc tại quê nhà. Hiện ở Hàn Quốc có nhiều huấn luyện viên trẻ và tài năng hơn tôi. Sự nghiệp ở Hàn Quốc của tôi đã đến lúc dừng lại. Khi được hỏi về nguyên nhân lựa chọn thành phố Tông Ye Yung là nơi tập huấn cho đội tuyển U23 Việt Nam chứ không phải là Seoul, huấn luyện viên Park cho rằng thời tiết của Seoul lúc này đang lạnh và không có lợi cho việc tập luyện của cầu thủ, trong khi thành phố biển Tông Ye Yung có thời tiết ấm áp, phù hợp cho quá trình chuẩn bị của đội. Trước khi trở lại Hàn Quốc cùng đội tuyển U23 Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo vừa cùng đội U23 Việt Nam giành tấm huy chương vàng SEA Games 30. Đây là danh hiệu thứ hai của ông cùng bóng đá Việt Nam sau chức vô địch AFF Cup 2018.
Ngoài ra, ông còn giúp các đội tuyển Việt Nam tiến sâu ở các giải đấu tầm châu lục. Với sự cổ vũ, khích lệ của người hâm mộ Hàn Quốc cũng như Việt Nam, tôi đã có thể cùng các cầu thủ giành tấm huy chương vàng SEA Games 30 sau 60 năm chờ đợi. Cá nhân tôi cảm thấy rất vinh dự với thành tích này, ông Park nói. Khi được hỏi làm cách nào mà ông cùng cao trò gặt hái được những thành công, nhà cầm quân Hàn Quốc cũng khẳng định bí quyết chính là tinh thần Việt Nam. Gác lại nỗi đau SEA Games, huấn luyện viên Nishino tuyên bố hùng hồn về mục tiêu ở vòng chung kết U23 châu Á. Chỉ còn hơn 10 ngày nữa, huấn luyện viên Nishino sẽ tập trung đội U23 Thái Lan để chuẩn bị cho mục tiêu cực kỳ quan trọng, đó là vòng chung kết giải U23 châu Á 2020 trên sân nhà. Đây là đấu trường mà Voi Chiến đặt mục tiêu lọt vào top 3 để giành suất tham dự Olympic Tokyo năm 2020. Nói về mục tiêu lớn trước mắt, huấn luyện viên Akira Nishino tỏ ra cực kỳ tự tin rằng ông và các học trò sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra. Thái Lan có may mắn khi được AFC tín nhiệm trao quyền đăng cai vòng chung kết U23 châu Á. Đây là giải đấu vô cùng quan trọng với Thái Lan bởi chúng tôi cần hoàn thành mục tiêu lọt top 3 để lấy vé dự Olympic. Chúng tôi muốn các cầu thủ phục hồi về thể trạng và tâm lý trong ít nhất 10 ngày và sẽ hội quân ngày 26 tháng 12 tới. Chúng tôi sẽ xem xét tình trạng thể chất của từng cầu thủ một lần nữa. Bây giờ là thời điểm mà nhiều câu lạc bộ đang bắt đầu chuẩn bị cho mùa giải mới. Nhưng tôi cho rằng các cầu thủ cần được nghỉ ngơi đầy đủ để phục hồi hoàn toàn. Tôi sẽ cân nhắc để chọn ra những gương mặt tốt nhất. Ở SEA Games vừa qua, một số cầu thủ của chúng tôi không đạt phong độ cao. Chúng tôi sẽ phải tìm ra những điều chỉnh ở tất cả các vị trí, từ hậu vệ, tiền vệ đến tiền đạo. Do có nhiều điều cần phải cải thiện nên tôi sẽ cân nhắc để bổ sung thêm một số gương mặt mới. Chúng tôi đã lên kế hoạch để đối phó với từng đối thủ ở vòng bảng. Hiện giờ, chúng tôi vẫn cần đặt niềm tin và tiếp tục sử dụng những trợ lý là người Thái Lan. Tôi từng giúp Nhật Bản gặt hái thành công và bây giờ tôi cần phải làm điều đó với bóng đá Thái Lan. Chúng tôi biết giải đấu U23 châu Á là một đấu trường rất khó khăn, song chúng tôi có đủ niềm tin vào việc hoàn thành mục tiêu đề ra. Chắc chắn sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ vừa là động lực cũng vừa là áp lực với chúng tôi. Song chúng tôi sẽ biến những áp lực trở thành sức mạnh để hoàn thành mục tiêu đề ra. Ở vòng chung kết giải U23 châu Á sắp tới, Thái Lan nằm ở bảng A cùng với 3 đội bóng rất mạnh là Iraq, Australia và Bahrain. Trong khi đó, đại diện còn lại của khu vực Đông Nam Á là U23 Việt Nam nằm tại bảng D cùng với Triều Tiên, Jordan và UAE. Giải đấu sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 8 tháng 1 năm 2020. Báo Thái Lan nêu ra 5 lý do giúp bóng đá Việt Nam thành công. Tờ SMM Sport vừa đăng tải bài viết có tiêu đề 5 lý do tại sao Việt Nam thống trị Đông Nam Á. Chỉ vài ngày sau khi bóng đá Việt Nam đại thắng ở SEA Games 30, mở đoạn, bài báo viết: "Lúc này, thật táo bạo khi nói rằng tuyển Việt Nam đã phát triển và làm mới mình để trở thành đội bóng dẫn đầu Đông Nam Á. Vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng FIFA đã chứng minh đẳng cấp của họ, rất khó để các đội bóng khác trong khu vực đánh bại Việt Nam. Trước đây, Thái Lan luôn là kẻ thống trị với những tấm huy chương vàng môn bóng đá nam và nữ, nhưng lúc này mọi thứ không còn dễ dàng như trước." SMM Sport viết thêm. 5 lý do được tờ báo Thái Lan này đưa ra nhằm giải mã thành công của bóng đá Việt Nam bao gồm: niềm khát khao, sự tự tin, phát triển một cách đột phá, lứa cầu thủ gắn kết với nhau trong thời gian dài và sở hữu một huấn luyện viên có tầm cỡ. Trong mọi trận đấu của đội tuyển Việt Nam, bất kể đối thủ của họ là ai, họ đều ra sân với đầy quyết tâm và khao khát. Ngay cả khi đối mặt với những đội tuyển ở đẳng cấp cao hơn, họ cũng không hề e sợ. Thật khó để cạnh tranh sức mạnh tinh thần với họ. Có lẽ tuyển Thái Lan không có được điều này bởi chúng ta từng là nhà vô địch SEA Games trong nhiều năm, SMM Sport viết. Bài báo này cho biết khi các cầu thủ vào sân với sự tự tin, họ sẽ biết mình phải làm gì. Song, nếu quay trở lại khoảng 10 năm về trước, có thể thấy tuyển Việt Nam trong quá khứ không có được điều đó. Trước đây, họ cũng là đội bóng chất lượng nhưng nhiều thời điểm tỏ ra e dè trước một số đối thủ. Điều đó dẫn đến kết quả cuối cùng không được như ý muốn. SMM Sport cũng khẳng định V-League là một trong những đấu trường phù hợp để cho các cầu thủ cọ sát với nhau bởi nhiều cái tên nổi tiếng ở Thái Lan từng sang Việt Nam chơi bóng. Tuy nhiên, kể cả khi sở hữu một giải vô địch quốc gia lớn mạnh, Việt Nam chỉ thực sự phát triển vượt bậc vài năm trở lại đây khi đi từ nền tảng và ổn định một cách có hệ thống. Điều này giúp các cầu thủ tiếp xúc và chơi bóng cùng nhau ở những cấp độ đội trẻ cho đến tuyển quốc gia. SMM Sport khẳng định đây là điểm mạnh của tuyển Việt Nam bởi lúc này, huấn luyện viên Park Hang-seo đang sở hữu lứa cầu thủ đã cùng nhau phát triển và định hình lối chơi cho riêng mình trong thời gian dài. Quan trọng hơn cả, để phát triển một thứ gì đó, chúng ta cần một người lãnh đạo có sự đam mê, ý tưởng và kế hoạch rõ ràng. Không thể phủ nhận ông Park Hang-seo là người đóng vai trò kết nối tất cả những yếu tố trên để đưa bóng đá Việt Nam phát triển vượt bậc. Không ngạc nhiên khi huấn luyện viên người Hàn Quốc được ca ngợi là bậc thầy lãnh đạo, người đưa bóng đá Việt Nam thống trị Đông Nam Á, bài báo khép lại.
Tối 13 tháng 12, U23 Việt Nam với bộ khung là những cầu thủ vừa giành huy chương vàng SEA Games 30 đã di chuyển sang Hàn Quốc tập huấn ngắn ngày trước thềm vòng chung kết U23 châu Á năm 2020. Tại giải đấu được tổ chức trên đất Thái Lan đầu năm sau, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Jordan và UAE. I wanna see the light.